huyện vùng cao Tu Mơ Rông là thủ phủ trồng quốc bảo sâm ngọc linh của tỉnh Kon Tum với diện tích khoảng 1.200 hectare. Điểm đặc biệt ở cây sâm ngọc linh là từ củ, lá đến hạt của cây sâm đều có giá trị cao, doanh nghiệp đều thu mua tất cả nên không lo tắt đầu ra. Nhờ đó mà nhiều hộ dân nơi đây đã vươn lên làm giàu. Đơn cử, cây sâm khi trồng lên năm thứ tư đã cho bói hạt. Đến năm thứ năm thì mỗi cây cho từ 30 đến 50 hạt. Mỗi hạt giá 100.000 đồng. Hạt ươm lên thành cây con 1 năm tuổi thì có giá 300.000 đồng một cây. Cây sâm từ năm thứ sáu trở đi có thể cho thu củ và càng để lâu năm, củ sẽ càng to, càng có giá trị. Như loại 4 củ, khoảng 100 gram có giá bán từ 60 đến 80 triệu đồng. Lá tươi của cây sâm bán với giá 12 triệu đồng một ký. Tuy nhiên vừa qua, không may là sâm bị bệnh chết. Sau khi phát hiện, ngành chức năng đã vào cuộc tìm cách tháo gỡ khó khăn, tiến hành khoanh nợ, đồng thời kêu gọi hỗ trợ cây giống miễn phí. Đáp lại lời kêu gọi của tỉnh Kon Tum, doanh nghiệp trồng sâm trên địa bàn đã hỗ trợ 10.000 cây giống cho hộ nghèo tái sản xuất với tổng giá trị 3 tỷ đồng. Nhận cây giống, huyện Tu Mơ Rông đã cấp phát cho 262 hộ nghèo của 8 xã. Hiện tại, cây sâm Ngọc Linh rất là có giá trị và hiếm có. Tôi đang thu mua của người dân loại cũ sâm Ngọc Linh, giá thấp nhất là 150 triệu và giá cao nhất là 360 triệu. Nhưng mà mua cũng rất là hiếm. Người dân đi lấy được bao nhiêu thì mình thu mua bấy nhiêu thôi chứ không có nhiều. Những ngày cuối năm, 21 hộ dân xã Đắc Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum vừa tất bật để chuẩn bị đón Tết, vừa thay nhau lên vườn sâm được trồng dưới cánh rừng già cạnh xã để bảo vệ sâm mới trồng. Tại đây, một tớp 4 người dân đang ra sức chăm sóc vườn sâm 1 năm tuổi được trồng vào tháng 10. Từ trước đến giờ tôi chưa trồng sâm, nhà nước đã hỗ trợ 25 cây. Vui lắm, mừng lắm, để sau này để nó sống tốt, em cố gắng trồng cho nó tốt, chăm sóc tốt. Tôi được trồng 25 cây tôi vẫn chăm sóc suốt, không bỏ ngày nào. Nắng thì tôi ít nước cho sâm, cho đủ tâm sâm cho tốt lên. Vừa rồi thì huyện có cấp phát cho xã là hơn 600 cây sâm, thì xã cũng đã triển khai và cấp phát cho bà con nhân dân nên trồng kịp thời. Thì trong quá trình trồng á, xã cũng cử cán bộ hướng dẫn bà con chăm sóc cây sâm Ngọc Linh. Qua cái mô hình đó thì bà con rất là phấn khởi, cũng hy vọng là chăm sóc tốt để phát triển vườn sâm của từng hộ cũng như của xã. Trong khi đó, những hộ có sâm chết cũng được hỗ trợ sâm giống để tái đầu tư. Như anh A Chung, xã Măng Ri có 100 cây sâm bị chết, sau đó được hỗ trợ miễn phí 48 cây sâm giống. Và rồi có sâm chết buồn lắm. Không may hỗ trợ đến nhà nước hỗ trợ sẽ trồng lại thêm. Hy vọng sâm này sẽ tốt để gia đình sẽ thoát nghèo. Sau cái thời gian mà cái vụ mà sâm chết đó thì tỉnh, huyện, xã và chính quyền địa phương thì cũng đã nỗ lực hỗ trợ cho bà con. Ngân hàng chính sách thì cũng đã vào cuộc phối hợp với xã, cũng đã làm các hồ sơ thủ tục để khoanh nợ, giãn nợ cho dân. Thì cái vừa qua thì ủy ban huyện cũng hỗ trợ cái cây giống sâm Ngọc Linh cho bà con, thì trên địa bàn xã đã được 126 hộ với 5.985 cây. Sau khi nhận thì ủy ban nhân xã cấp phát cho bà con và cử cán bộ xuống tầng vườn để hướng dẫn chỉ đạo cho bà con trồng chăm sóc, với mong muốn là cái tỷ lệ trồng là cái tỷ lệ sống cao nhất để bà con được phấn khởi ấy ngoài kia. Trong cái thời gian này thì bà con thu hái cà phê thì cũng được giá 9 đến 10.000 trên một ký, thì sâm dây cũng được giá, thì cái này thì cũng hỗ trợ cái một phần cái là bà con để trả nợ trả lãi rồi này kia, và có một số còn lại thì bà con để tổ chức trong các dịp Tết nguyên đáng chuẩn bị. Nhận sự quan tâm của tỉnh, của huyện, rồi các đơn vị doanh nghiệp thì
một phần nào đó thì giúp người dân phục hồi được cái việc phát triển kinh tế để thoát nghèo đối với cái sâm Linh trên địa bàn xã. Đồng thời là cũng trên tinh thần tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như của địa phương, của xã thì chúng tôi đề xuất là tỉnh cũng đã quan tâm là định hướng sẽ khoanh nợ và giãn nợ cho những hộ người dân nghèo, hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo để vay vốn để phát triển cây sâm Linh trên địa bàn xã. Thì trong thời gian sắp tới thì cũng giống như là cái đợt hỗ trợ vừa rồi, cũng mong Ủy ban nhân tỉnh cũng như là các ngành chức năng cấp tỉnh xem xét nếu hỗ trợ được thêm giống về cho người dân, hoặc là hỗ trợ thêm ưu đãi về chính sách về vốn cho người dân để người dân tiếp tục khắc phục được những cái rủi ro trong thời gian năm 2022 vừa rồi, cũng như là định hướng phát triển, tiếp tục phát triển cho cây sâm Linh trong thời gian sắp tới để giúp người dân thoát nghèo, để về đích nông thôn mới theo tiến độ là từ năm 2023 đến năm 2025. Vừa rồi thì Ủy ban xã Đắc Hà đã nhận được 663 cây sâm Ngọc Linh do Ủy ban huyện cùng với Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh là hỗ trợ cho 21 hộ dân nghèo của xã. Thì trực tiếp đồng chí Chủ tịch Ủy ban huyện, tôi cùng với một đồng chí phụ trách công tác nông nghiệp của xã này lên để mà tận vườn để hướng dẫn bà con cái cách từ cái làm đất đến khâu trồng làm sao cho tỷ lệ sống của cây sâm là cao nhất. Thì nhận được cái hỗ trợ như vậy là bà con rất là phấn khởi. Trên xã Đắc Hà hiện tại là có khoảng hơn 800 hecta rừng có thể là đảm bảo được cái điều kiện trồng được sâm Ngọc Linh. Nhưng mà hiện tại thì với cái điều kiện của bà con và cái giống hiện tại thì giá cũng cao, do đó thì cũng rất là khó khăn. Do đó thì mong cái thời gian tới cũng được các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để người dân có thể là có được cái sâm Ngọc Linh và phát triển sâm Ngọc Linh. Đó là một cái để mà vừa là nâng cao thu nhập, vừa là thay đổi những cái cách làm, cũng như là một cái cách tốt nhất để mà bảo vệ và quản lý rừng trên địa bàn xã hiện nay.